xin chào các em. Hôm nay chị Ami lại hướng dẫn làm một vật dụng cho búp bê nè. Đây chính là một cây sào phơi đồ cho búp bê nha. Và cái vật dụng này thì các em yêu cầu chị làm đã rất lâu rồi. Cây sào ngày hôm nay còn có một màu hồng trông rất là dễ thương. Và chúng ta sẽ bắt đầu làm với nhau nha. Các em sẽ chuẩn bị 3 cái ống hút như thế này. Và thêm những cây xiên que. Nếu không có xiên que, chúng ta có thể thay thế bằng những cây đũa. Và chúng ta sẽ cho những cây xiên que hoặc là cây đũa vào bên trong của ống hút để tạo thành 3 cây trụ thật là chắc chắn. Sau đó thì chị sẽ cắt bỏ đi cái phần ống hút thừa. Và nếu chị nhớ không lầm thì chiều dài của 3 cái ống hút này khoảng 20cm. Chúng ta đã có được 3 cây trụ thế này nha. Bây giờ sẽ đến phần trang trí. Chị sẽ sử dụng những cuộn băng keo nhiều màu. Băng keo nhiều màu này thì chị mua bên trong nhà sách. Nhưng thật ra thì các em không cần phải làm giống y chang như chị đâu. Nếu không có những cuộn băng keo này thì các em có thể dùng giấy decal nè, hoặc là giấy thủ công bọc lại. Chị sử dụng cuộn băng keo có màu tím và nó có phần lấp lánh, rất là đẹp. Chúng ta sẽ bọc luôn 3 cây nha. Đây là thành quả, những cái cây này chị còn bọc thêm một lớp băng keo trong bên ngoài nữa. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cần phải có 2 miếng bìa dày như thế này nha, có kích thước 22x6cm. Nếu như mà các em có những tấm bìa cạc tông mà nó mỏng hơn thì chúng ta sẽ làm từ 3 đến 4 lớp nha. Chị dùng keo UHU để dán hai miếng bìa này lại với nhau. Bây giờ chị sẽ dùng viết để đánh dấu hai điểm ở hai bên. Sau đó thì dùng một vật nhọn để đâm thủng. Chúng ta sẽ tạo một cái lỗ hơi lớn ở hai bên để chúng ta có thể đặt cây trụ vào vừa như thế này. Làm như vậy tí nữa cái sào đồ của chúng ta rất là chắc chắn nha các em. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu trang trí. Chị dùng vải nỉ cứng màu hồng để dán lên. Như chị nói ban đầu thì các em có thể dùng bất kỳ cái gì mà các em có để trang trí. Ví dụ như là giấy thủ công nè, giấy báo cũng được. Hoặc là giấy xốp cũng rất là đẹp đó các em. Wow, cái màu hồng này dán lên rất là dễ thương. Và chúng ta cũng sẽ dùng dao rọc giấy để đọc cái lỗ lúc nãy mà mình làm. Ở phần xung quanh này thì chị tiếp tục dùng băng keo có màu tím để bọc nha. Wow, rất là nổi bật luôn. Xong rồi đây các em. Chỉ còn lại là mình sẽ dùng keo để mà dán cái trụ vào nhé. Nhớ là hãy ghim thẳng xuống dưới càng sâu càng tốt. Thì sào của chúng ta chắc chắn hơn và sẽ bền hơn, không có bị ngã đổ. Đó, sau đó thì còn một cây còn lại chúng ta sẽ dán lên phía trên như thế này nè. Và dán ở hai điểm hai bên hai cái viên đá để chúng ta trang trí nha. Rất là đơn giản đúng không nè. Bây giờ chúng ta đã hoàn thành được cái sào phơi đồ cho búp bê rồi đó. Chị rất là thích màu hồng cho nên nhìn cái sào đồ này rất là đáng yêu. Chúng ta bắt đầu cho mấy cái móc áo này lên nha. Móc áo thì hình như trong video làm tủ quần áo cho búp bê chị cũng đã hướng dẫn rồi.
em có thể xem lại, hoặc là chị nhớ là bên chị Cánh Tiên cũng có một video làm móc quần áo rất là dễ thương. Đó, đây là hai bộ đồ chúng ta có thể phơi nè. Ngoài ra thì chị nghĩ rằng các bạn nào mà chưa làm được tủ quần áo cũng có thể làm cái xào này để treo quần áo lên cho búp bê đó. Chị Ami chúc các em thành công nha. Và hãy nhớ nhấn like hoặc đăng ký kênh. Còn bây giờ, chào tạm biệt các em.